Xpander Premium màu trắng. Xe này trưng bày á, xong giờ tụi em đem xuống. Một chiếc xe mới thì nó sẽ như thế này anh chị. Áo bọc ni lông rồi thì nhìn nó sẽ đẹp căng như thế này thôi. Còn cái siêu màn hình chưa có bóc ra. Xe mới có 11 cây số anh chị. Thường là mấy cái xe mới là nó tầm 10 11 cây á. Do nó chạy tới chạy lui lưu kho á anh chị. Rồi chạy vòng vô trong xưởng để PDI. Ok để em chạy cho. Góc này nhìn đẹp quá ha. Da kháng nhiệt nè.